Hai mẹ con đẹp quá, giống như hai chị em ấy. Xung về, thấy là xung về. Ủa, hai con lì xì vậy ạ? À, như em đang bơi trong áo đúng không? Dạ, hơi hơi ạ. Là mặc áo kính của mẹ hay sao vậy? Không, tại vì hôm nay em với mẹ em mua áo dài cùng size. À, cùng size. Dạ. Để lỡ cho này mà mập hơn miếng cũng không sao mặc được luôn. Dạ không, tại vì muốn giống nhau từ đầu đến chân ạ. À, vậy là phải tóc đỏ chứ sao cơ nhỏ tóc đỏ giống như tóc mẹ em hơi yếu chứ, mẹ mà tóc mạnh mạnh là mẹ em cũng nhuộm tóc đỏ đó anh. Thú vị á, nghe là thấy thú vị rồi đó. Dạ cô ơi, cô giới thiệu cho khán giả được biết cô tên gì, hiện tại là công việc như thế nào và sinh sống ở đâu. Cô tên là Phạm Bích Thuận, giờ nuôi. Cô nuôi nội trợ. Dạ. Cô đang sống chung với em tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là ngày xưa sinh bé Ma, cô khó khăn không cô, lúc có bầu sao cô kể tụi con. Em Ma, chứ bé em Ma. Em để ý anh cứ kêu là Ma hoài luôn á. Em Ma. Ma, bé Ma đi. Thương bé Ma. Trời nghe sợ à. Nhà bé Ma có mấy chị em cô? À, nhà em Ma có hai chị em Ma là chị gái lớn, còn một đứa bé nhà 20 tuổi rồi là em bé Ma. Một đứa bé 20 tuổi. Đây là em Ma. Em Mai Nhất Khanh. Anh Mai Nhất Khanh. Dạ. Cái tên thiệt của con là Trương Phạm Nhất Khanh. Là bao nhiêu tuổi cô mới sinh ra bé em Ma cô? Cô 31 tuổi cô mới sinh em Ma. Dạ. Rồi lúc sinh là cô có thích con trai con gái gì không hay là con nào cũng được? Cô của cô á là mình có con trời cho, là con nào cũng là con mình không có quan trọng là trai hay gái. Dạ. Ba em Ma cũng vậy nữa. Hai chồng y chang nhau. Hai chang nhau. Lúc đầu mang bầu là cô hoàn toàn cô không biết. Dạ. Đó ha, cái lúc đó là gần Tết. Dạ. Gần Tết cái cô đi về quê nhà cô ở trên Cần Thơ đó. Cô rất ưa cái món củ kiệu, mà hôm đó là ăn củ kiệu cái ngồi sao mà thử cái mùi đó không được. Mà là ở nhà có chị dâu có nói dạ. Tám ơi, mà sao mà năm nay củ kiệu em hủy hôi với kiệu à. Chị nói là thôi gắn một tháng đi rồi đi khám coi sao. Thì bữa đó là mình tâm sự với chị là bữa mùng 2 Tết. Dạ. Cũng nghe là chị là đúng mùng 2 tháng sau đi khám thì được cái bé được là mừng gần 2 tháng rồi. Ủa, 2 tháng mới biết. Mà cái cảm xúc khi mà biết mình mang bầu ở sao cô? Mừng lắm. Thì ở nhà bên chồng thì có cái tượng mẹ Quan Âm ở trước dạ. Ở trước phòng khách á. Đêm nào trước khi đi ngủ là ra đứng. Xin. Ước là kiểu như là con mắt của em xấu quá à, hơi ước giống ba. Đó rồi luôn rồi. Giống ba, con tướng tá thì giống ba. Những cái gì của ba và mẹ đẹp dạ. Thì ước vào cho con. Thì ra nó đẹp ghê chưa? Thì nó thích kìa. Ô lúc mà cô mang thai á là bác trai nhà cưng không cô? Cưng lắm. Cô. Lúc đó là cô may đồ. May đồ và ba bé Khanh cũng may đồ nữa. Rồi cái lúc mà bụng bầu 4 tháng mấy là ở nhà ba không cho may mà mấy bà chế cũng không cho may nữa. Cần ăn tất cả cái gì là chỉ nói thèm cái đó là ba đã đi kiếm rồi. Dạ. Nói cho từng nghiệp ba rất nhưng mà lúc đó có bầu là thèm gì nhất cô? Thèm món gì nhất? Ờ đúng không? Cũng tò mò mà. Trái cây. Trái cây. Dạ. Với cà tím luộc. Cà tím. Cà tím. Tím luộc dầm nước mắm, dầm nước tương ớt á. Vậy thôi hả? Không, rồi đó đó. Rồi có bầu có bị ngán gì không? Dữ lắm, không ăn được gì hết. Dạ. Ốm nhôm, ốm nhất à. Hành mẹ luôn. Hành quá hành. 6 tháng mấy, 7 tháng mỗi lần mà cô đi đâu đi bộ về ngồi tới cái là chỉ hả? Đạp. Cái áo là dựng lên dựng xuống vậy nè. Ây dạ, con biết luôn á. Sao con biết? Sao mà biết đó, ý thức rồi chứ. Cho bụng mẹ sao con biết? Dạ. Mình phải ý thức mẹ mình mang nặng đẻ đau không thương mẹ thôi rồi đạp mẹ rồi lúc cô ngán cô sợ là món ăn gì cô? Mình thấy cá thịt là mình không ăn được dây chân đó, làm như là muốn ăn chay. Nhưng mà ba sợ em bé kiểu như thiếu dinh dưỡng nó ốm. Đó là sữa bầu bắt đầu có, ba bắt uống, em uống. Mà uống thì rất là khó. Ồ. Đó cái ba cho xích dầu vô uống, gắng uống để mà cho em bé. 9 tháng 10 ngày là đẻ em Ma hả cô? Tớm mà trễ hơn. Sớm, tại vì bữa đó là ngày cúp điện nữa. Ba thì đi làm, bữa đó là cái bữa cúp điện mà cúp nước ở nhà có cái xô mà để mà xách nước với cây á. Rồi mới xách cái xô đi chung cầu điện của mình chứ không có tắm. Tự nhiên cái tối đó cái 2 giờ khuya rồi cái đi tiểu. Đi tiểu một lần rồi ngồi chút xíu coi siêu cái hũ mới tiểu này sao mà có kêu gì nè. Ở nhà ở chung với nội chồng. Dạ. Cái bà nói qua nói với nội ơi sao mà vợ con gì vậy đó. Cái bà nội ba biết rồi, bà nói đi nấu nước này cho nó tắm nó gội đầu đi. Thì bà nội nói là nó gần đi sanh rồi đó. Rồi cái bắt đầu ba mới chạy qua với mấy bà chế gần đó đó, cho mấy bà chế hay là mấy bà chế qua liền chở đi. Giờ là đi đến bệnh viện liền. Dạ. Đi đông lắm. Là đi nguyên một phái đoàn, nguyên gia đình là đông, chở đông, đi. Đông lắm. Mấy anh chị lại đi đủ hết. Anh hai, chị hai. Rồi anh hai còn đi luôn hả? Rồi anh ba, rồi anh chín, chị chín. Rồi anh sáu, chị sáu. Năm, rồi chị năm, chồng. Anh bốn, chị bốn. Cô bảy, chị bảy. Dạ, có cô chồng. Rồi em chồng. Mấy bạn sớm chồng. Có đi không? Mấy người sớm. Cô muốn sao mà thầy đông quá à, không đi được. Đông lắm rồi, bạn có chế nữa. Rồi.
trời vô em nói vô cái hộ lý đuổi luôn á. Trời ơi, đi đẻ mà đi bít nít vậy. Lúc mà em nhớ đẩy em vô thấy 300 chục người hơn. Hơn đông lắm. Đông lắm, em nói là có 20 mấy người đó. Lên là đẻ liền cô hay là phải chào dần co đồ. Cả một vấn đề, tại vì mình bể nước ối sớm, nó không có nở. Từ 4 giờ sáng đến 8 giờ kém 10 mới lên bằng mổ xanh, mổ cho không xanh. Mà cái đoạn đường mà từ đầu khoa sản đến cuối khoa sản đó là bác sĩ cho khám xong xuôi bắt đầu kêu mình đi. Là ba dẫn từ đầu này, dẫn tới đầu đó, coi như là dẫn mình thấy tội nghiệp luôn. Đó là mấy tiếng đồng hồ, cái chịu cái bác sĩ cho mình lên thử coi sao sao đó. Không biết cách dạng, với lại nó không, đứa con nó không nở. Cái gia đình mới nói là thôi bây giờ là một ngày mà mệt lắm rồi, với lại không có sức khỏe nữa, là thôi ký giấy mổ đi. Giờ bắt bà ra sao cô? Mặt bà nhăn nhúm không hay là xinh đẹp hay dễ thương? 8 giờ là bắt lấy khăn ra, thì đến gần 4 giờ sáng cô mới tỉnh. Lúc đó là mình nằm bên cái phòng hồi sức, còn em bé thì nằm ở dưới trại của em bé. Cái cảm xúc của cô mà khi mà gặp được bé Emma như thế nào cô? Thôi, đâu có lúc đó cái giấc sáng mình cũng nôn nóng lắm, vì tới chín mới ẩm nó trên tay vậy nè. Lúc đó cái bà đó bụng có ba lao á chị nè. Cái mấy người cái bên lo hồi lên đây đi cho nó bú đi, để hồi mẹ nó xuống để nó đói nó khóc thằng mẹ cho ba bú thét ba bú. Nó là ba bú ké người ta. Bú người ta hả? Bú ké. Bú dạo. Chưa xuống mình chưa xuống tới. Con ơi, dùng cái từ cho nó đẹp chút đi con. Nó bú dạo. Bú thét. Bú thét. Đó cái lúc mà mình đi xuống tới là chỉ no rồi. Chỉ no rồi cái má chín nó còn trên tay, má chín nó nè. Em bé nè. Rồi đi qua mình mừng lắm, có lỗ mũi mà. Có không? Mình mừng lắm kiểu như là cái cảm xúc bây giờ lúc sinh ra rồi bác trai có bên cạnh cô đi làm luôn. Rồi ba lúc nào ngó ngoài cửa sổ là ba cũng ngoài cái ghế đá ngoài đó đợi. Thương quá là ba cưng lắm luôn á. Trời là ở trong bệnh viện bao nhiêu lâu cô? Ở bệnh viện đúng một tuần. Một tuần trời, ở như là ở nhà mình vậy ha. Trong tháng nó ngoan không hả? Rồi trong tháng vậy nó về nhà xong chui, nhưng nó là cái đồng hồ ngược lại với mình. Là giờ sống bên Mỹ. Trời, chị Thủy ơi, ban ngày nó ngủ, ban đêm nó thức. Ở nhà mấy người đi ngủ là bà dậy đó, mình phải ẩm lên. Ẩm lên cái cho bú để xuống, thấy ngủ để xuống được là khóc rồi phải ẩm lên như gì nè. Cứ một tháng đúng, tại vì phải ẩm lên giác lên dai, sưng cái dai luôn. Trời ơi, da nắng rất là ngoan. Rồi sau này lớn lên biết nói sớm không cô? Răng cỏ rồi mọc làm sao? Rồi da dẻ ngon không? Hồi nhỏ nó cũng thấy cưng lắm, tại vì hay là tại con mình thấy cưng. Dạ chắc vậy đó con. Tóc tai mọc nhiều con lúc nào? Anh mà như là ba đốm. Ba đốm lắm, ba đốm. 1, 2, 3 vậy nè. Tóc không nhiều à? Không nhiều, tóc hồi nhỏ nó cười lắm, nhưng mà tới chừng mà lớn lên tóc mới nhiều. Tóc không có nhưng mà răng sao? Răng đúng 10 tháng mới mập. Rồi bà đi học sao cô? Bà học mẫu giáo lớp mầm đồ, bà hát hò đồ. Cho đi khoái lắm. Dạ. Phụ huynh đến đông lắm. Cái cô giáo nói thôi phụ huynh đi ra đi để cho mấy em nó quen với cái môi trường học. Cũng sợ mẹ bị đuổi. Cái nó thôi mẹ ra đi, cũng kêu mẹ đi ra. Cái cô giáo nói thôi mấy chị ra đi, nhà gần 10 giờ bước được rồi. Đi về chơi đồ chơi chán ở dây không có quá chừng khóc, khóc quá chừng luôn đi. Rồi cái cô phải điện lại bước. Nhưng từ từ đó là quen rồi cái được đi, cô chọn đi ca hát từ mầm non á, mầm non đó. Vậy ngày xưa đi học có quậy phá gì không cô? Không, ngoan lắm, ngoan. Đi học mẫu giáo rất là ngoan, cô giáo cưng lắm. Cưng. Nhưng mà đi chương trình văn nghệ gì đó là Emma đều có. Emma 5 tuổi là được đi thi qua Phượng Đỏ, thành phố Cần Thơ. Qua Phượng Đỏ luôn, rồi khi mà học ở trường cô giáo dạy rồi về nhà cô có dạy gì thêm cho Emma hát hò gì không? Tối là cô dạy. Cô nằm rồi đó, cô đưa giọng. Là bữa nào nó học bài nào là cô ca là mà cả nhà cũng thuộc luôn. Là bài nào cũng biết trơn á. Cấp 1, cấp 2 nhưng mà đi học thì học giỏi không? Dạ không, giỏi lắm, học tập trung học dữ lắm rồi cô. Con được làm lớp trưởng nữa. Giỏi. Thì không đánh lộn không? Dạ không. Có ai đánh em không? Có ai, có người ta không đánh em nhưng mà. Dạ sao đánh em? Em không biết nữa, tự nhiên đánh tranh đó. Đánh tranh điệu. Nói nhiều. Em không biết nữa, chắc là do làm lớp trưởng cho nên bị ghét hay sao. Rồi cấp 1, cấp 2 là học giỏi, rồi cấp 3 học giỏi không? Dạ cấp 3 học giỏi rồi. Sao cấp 3? Không giỏi. Không gái rồi, bây giờ bắt đầu là có người đi đúng theo rồi, đúng không? Ôi, không hề, hồi xưa con đi học là con không biết tình yêu học trò là gì luôn á cô. Bao lâu em mới biết yêu? Dạ, lên 18 tuổi rồi. Nhưng mà rồi sao, tới cấp 3 là học. Sao năm ra học bị xuống vậy? Dạ, tại vì đam mê văn nghệ. Đó, đam mê ca hát. Nhiều lắm. Trong trường tới bây giờ con tiếng của Nhất Thanh, tội nghiệp đó lắm. Nó là con gái, bên nội thì thích con trai. Cứ nói là con trai đó thì làm được tất cả đó. Nó cũng buồn, nó nói mẹ ơi cho con đi học giỏi đi. Là năm lớp 5 á. Thì nói trời ơi đi học giỏi làm chi. Con học giỏi thôi, coi con trai làm được, con gái làm được không.
học hỏi chi học gì con đừng gì con bảo vệ cho mẹ. Làm được đai gì? Dạ đai gì ai đặt. Đai đặt. À, trời dữ nha. Trời nó. Có học mấy em học mấy năm luôn á anh? Học đai đen luôn rồi. Đai chín. Là taekwondo hả? Dạ taekwondo. Thiệt. Rồi sau khi học cấp 3 rồi bắt đầu lên Sài Gòn học hay sao? Dạ đúng rồi, lên Sài Gòn học. Học về gì? Dạ tính ra lúc đầu á em định làm giáo viên dạy Anh văn ạ. Hồi chị em giỏi Anh văn đúng không? Dạ xong rồi cuối cùng càng học càng thấy là không hợp lắm. Không hợp lắm. Không, cảm thấy là mình không thể nào kiểu happy nếu mình làm cái này. Nhưng mà tất cả những lý do em làm lúc đó là em muốn cho ba mẹ em yên lòng ấy. Tại vì ba mẹ em muốn em có một cái tương lai ổn định. Công việc ổn định. Thực ra trước đó em còn có tham gia, cũng đã từng tham gia nghệ thuật Sương Sương, gọi là Sương Sương. Ở đâu lớp mấy? Dạ. Tham gia gì chương trình nào? Sau khi học lớp 12 xong ạ. À, sau khi học lớp 12 xong. Dạ, đó chính là một dự án, một nhóm nhạc. À, nhóm nhạc. Dạ, một nhóm nhạc tên là Young Kill. Young Kill. Đó là những bước đầu tiên trong nghệ thuật của em. Xong rồi thực ra cái khoảng thời gian lúc đó là em tất cả mọi thứ đều rất là bồng bột và trẻ con. Cho nên là cái dự án đó nó cũng không kéo dài được quá lâu và cũng không giúp ích được về con đường tài chính hay là sự nghiệp cho mình. Còn cô, con nghe nói là lúc trước là bé Emma có thi chương trình bước nhảy Steam đúng không? Cái đó là năm lớp 9, vừa là cuối năm lớp 9. Cái là về xin cô hả? Bước nhảy Steam có cái nói với cô, nó nói mẹ ơi cho con đi thi đi. Mà cô nói ủa sao mà hoàn toàn không có biết đấy. Tại vì nó đi học là nó đi về nhà, cô đưa nó đi học là đi về nhà, chứ ngoài ra là không có đi tụ tập mà đi tập nhảy cho những chị thủy. Nên mấy đứa trong lớp nói má cho nó đi nhảy đi, là con bảo đảm má là nó đi được, má đừng có lo. Cái cô đồng ý. Yeah. Đồng ý cái game mẹ mua cho con cháu sơ mi trắng, cũng đầu tư cho con mình cháu sơ mi trắng đó với cái quần sọt yếm như nè. Cái tối cái cả nhà đều đi, ba với mẹ với mà với em với mà đi coi. Mà coi tới sau cùng nó sao mà bả được đột giải nhất. Trời ơi. Nó mừng, nó nghĩ cái ra cũng mừng lắm, mừng mà nói trời sao mà không có thấy đi tập nhảy gì trên vậy nè. Cái con nghe em nó nói là nhảy cái bài Michael nữa. Michael nữa trời ơi. Đậu là đậu cái bài của Michael. Hay quá, là mới nhú rồi nhảy Michael rồi. Bé này còn đang thiếu. Từ lắm với lúc mà chị học võ đó chị biết lộn thằng con. Trời ơi. Cái chị ra cái cú chót. Lộn luôn. Chót chị lộn được cái đó. Cái là chị chắc chị em nghĩ chị nghĩ là cái điểm nhấn mà được cái nhất là lộn lộn cái là có một trường hợp tân trời luôn, cũng nhảy hớp lộn cái gãy tay về khóc đưa mẹ quá trời luôn nhảy hớp. Tân trời bữa mới quay nè cũng nhảy y chang em lộn cái lòi xương luôn. Khúc chót cái nó lộn một cái tay à, nhưng mà lộn chấm tay. À chấm tay đàng hoàng đúng không? Bắt đầu là tự tin rồi đó. Bắt đầu tự tin là lên Sài Gòn là bắt đầu đi thi nữa ra. Đó, cái xong tôi qua cấp 3. Qua cấp 3 là lúc đó là coi như là từ cấp 1 đến cấp 2 là học sinh giỏi không? Cấp 3 là trung bình. Dạ. Lúc mà nó học lớp 10, 11 á là nó xem những cái chương trình của nhóm nhạc 365 với mấy những nhóm nhạc nữ á. Chị nói là mẹ con gái học thi đại học. Rồi có những nhóm nhạc nữ nào mẹ cho con đi thi nha. Con nghĩ chính xác là cái người thực sự làm cho em muốn làm nghệ thuật đó chính là anh Đăng Trường. Anh Đăng Trường em nhớ lúc đó em còn rất là nhỏ, học mẫu giáo thôi. Thì nửa đêm đã có đá banh xong rồi giữa giải lao của đá banh người ta sẽ chiếu ca nhạc để cho khán giả coi. Thì lúc đó nửa đêm em bừng tỉnh dậy, em nhìn vô cái tivi em thấy đứng trên sân khấu đó anh Đăng Trường. Và cái giây phút đó em cảm giác như là đây là cái người mà thật sự đã truyền cảm hứng cho mình. Và mình muốn được đứng trên sân khấu. Là Đăng Trường đẹp trai đó. Dạ đúng không? Đó, anh là đẹp trai đó. Phải gặp được ảnh thôi. Dạ. Chứ mới được cho tới lớp trường. Rồi lên, vừa học xong 12 rồi có nghe nói là phải đòi lên Sài Gòn để học nhảy phải không? Dạ đúng rồi. Là sao vậy? Dạ thì em tham gia một cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nha. Sáng em lên Sài Gòn, tối em bắt xe về Cà Mau. Rồi là 8 9 tiếng hả? Dạ. Tại sao? Để về đi học tiếp hay sao? Dạ đúng rồi. Và thân gái dậm trường điên mình à? Dạ. Thời gian đầu thì em đi với mẹ em, xong thời gian sau em thấy là thôi cực quá, thôi để con tự đi đi. Tối bắt xe từ Cà Mau lên Sài Gòn, tập nhảy xong chiều ra bến xe bắt xe từ Sài Gòn về Cà Mau. Tập nhảy thôi đó hả? Dạ. Rồi đam mê gì đó hả? Không, cái lúc đầu đó là Emma nó ghi danh, rồi đến ngày là người ta mời mình lên để mà casting. Hai mẹ con lên mà lên là thấy là sợ lắm, tại vì mình nào giờ mình không có lên đây lên là mình lo đủ thứ gì. Dạ. Mà đông dữ lắm. Em đứng em ngó, mình nín thinh, mình tại mình không có biết, nhưng mà mình hứa với con là để cho nó cố gắng nó học. Cái ngó vậy nè, không biết là đậu không, sao thấy ở trên đây là còn nhiều tỉnh đến lắm. Thì mình cắt tin xong là mình mau mau mình chuẩn bị mình đi về để mà tuần sau người ta gọi là đến nữa. Cứ có Chủ nhật đó, hai mẹ con lên khi nào bỏ vô được top 16 á thì mới cho lên đây. Dạ, nhưng mà từ trước giờ em ở với cô á, rồi đùng cái lên Sài Gòn á, cảm xúc cô như thế nào? Lo không cô? Cô nói
chiều nào cũng khóc, chiều nào nói khóc về nhớ hả? Nhớ chiều ba có khóc không? Ba là cưng dữ lắm, nhưng mà ba nói là nó lớn rồi, 18 tuổi rồi mà ép nó quá thì có thể là nó đi con đường khác, nó trốn mình, thà là mình cho nó đi để mà có gì nó còn biết mình, nó tâm sự. Em bao giờ con cưng mới là làm rồi ra cái đồng tiền đầu tiên, rồi đồng tiền đầu tiên là để làm cái gì cho mẹ hết chân, mấy tháng lương đầu coi như là đưa hết. Thì tháng lương đầu tiên là con nhận được là 10 triệu. Ôi ghê vậy. Ủa giá chưa nào vậy? Dạ cách đây 5 năm à. Nhiều 10 triệu rồi, 5 năm mà mới 5 ra năm. Trường đúng không? Dạ. Mới thành lập nhóm nhạc hả con? Dạ không, lúc đó là con không thành lập nhóm nhạc. Em làm gì mà 10 triệu vậy? Dạ em đi làm trong cái nhóm nhạc khác à. Cho hết trơn, coi như là lương là lúc đầu làm bao nhiêu là em mang đều đưa hết trơn. Rồi cho mẹ xong có xin lợi không, rồi tiền đâu sống đúng không? Không, mà mất cười lắm, đưa cho mẹ cái hỏi sao con chừng đó, chừng nào con đi đâu con điện con mẹ mày đưa con đưa đó. Lại vậy đó à. Em ngày xưa cái xí biến cố mà anh nghe nói là cái nhóm nhạc của mình bị tan rã đúng không? Lúc cảm xúc em sao vậy? Ủa, mới năm vừa rồi luôn anh. Ủa vậy? Dạ mới năm vừa rồi luôn. Sao tan rã vậy? Cũng không hẳn là đúng nói gì? Là tan rã mà là bọn em không làm việc với nhau nữa, không chấm dứt hợp đồng thì coi như là không ở chung với nhau nữa. 5 năm trời gắn bó, bất cứ những cái khó khăn gì là tụi em tự bọn em đùm bọc lẫn nhau xong rồi vượt qua, họ thương yêu nhau rất là nhiều, coi như là đó là khoảng thời gian trống rỗng luôn. Khủng khiếp hả? Nó bị tuột xuống như vậy. Nghĩa là tình thương tình cảm nhiều quá. Công việc em không có luôn. Cái khoảng thời gian sau khi em tan rã khỏi nhóm em là tất cả mọi thứ của em đều bị trì trệ. Mà lý do thì sao? Dạ tại vì em chưa bao giờ làm một mình. Em nói thật ra em chưa bao giờ đứng bằng chính đôi chân của mình hoạt động để kiếm tiền lo cho bản thân của mình. Còn ngày xưa em ở trong nhóm của em làm gì cũng có kiểu thì có chị em và cộng đồng với nhau, cho nên là rất là không có lo. Xong mà mình ở trong công ty thì công ty sẽ lo cho mình về ăn uống, nhà cửa, đi lại các kiểu này nọ, mình không cần phải lo tiền nhà hàng tháng. Em ra phát một đống sự việc mới nó ập đến với em luôn, cả nhà cửa không có, nhà cửa không có. Lúc đó cảm xúc em sao? Suy sụp. Tự kỷ không? Dạ tự kỷ. Anh biết cái cảm giác đáng sợ nhất của tuổi trẻ đó chính là mỗi buổi sáng thức dậy anh không biết làm gì, tương lai của anh ra sao, mọi thứ nó rất là mịt mù. Đó là cái cảm giác mà em cảm thấy là tệ nhất trong cuộc đời của em. Mà lúc đó em không phải đứng yên tại chỗ nữa mà em bị thụt lùi lại phía sau. Em thụt lùi lại so với tất cả những bạn bè xung quanh của em. Em vượt qua như thế nào và lúc đó em có điện gì cho mẹ hay sao? Em không muốn nhắc đến khoảng thời gian đó luôn á. Em lúc đó em cứ nằm trong phòng như nè, em cứ nằm trong phòng. Lúc đó em thuê một căn phòng của bạn em. Em cứ nằm, em không ăn uống gì hết trơn. Mai vào đó không trầm cảm. Cái lúc cảm xúc của cô như thế nào cô? Kiểu như mình không có làm áp lực gì cho con mình, mà chỉ lặng lẽ đến thân động viên, kiểu như nói những cái chuyện vui vui cho nó thôi. Mà nhìn nó mà mình buồn lắm. Thế tội nghiệp. Em không, thời gian đó thực ra là em không có, ngoài mẹ em ra thì tất cả mọi thứ đều quay lưng với mình, tại vì lúc đó không sao đâu. Đó hỏi con ăn gì không? Cũng không thèm ăn, cứ nằm đó. Hôm mẹ không về nữa, 11, 12 giờ rồi cái thấy nó dị hồi, có mấy bé kia về, nó là cô ơi cô về cho con về, mới dám về. Về là sáng sớm là chạy qua nữa, liên tiếp như vậy vậy đâu cả tháng trời như vậy đó. Lúc đó nó không em có tâm sự, em luôn ôm đồm hết. Nhưng mà mình là mẹ, mình nhìn thấy mình biết. Sau này là rồi có chỗ ở, có công việc làm của nhờ của chị quản lý như là dẫn dắt nó như nè, tỉnh táo. Rồi bắt đầu mới nói, rồi cô mới nói là mẹ nhìn mẹ thấy mẹ biết, chứ không phải mẹ không biết, nhưng mẹ không muốn con đã buồn mẹ nói con sẽ buồn thêm. Thành thử mẹ mới nói con thôi về với ba mẹ nha. Thì nhất định là đam mê cái nghề là phải đi theo. Có từ cái tật gì không? Có xấu, tật xấu nhiều lắm. Tật xấu gì cơ? Kiểu như là đi đâu từ hồi nhỏ rồi ngủ kiểu như mình hai cái lưng cho nó quen rồi đó chị thấy. Gãi à? Gãi em được đó. Mẹ em gãi đến mức mà em chia ra từng cấp độ gãi đó, chính là 3 cấp độ. Thứ nhất là gãi xương xương, thứ hai là đâm đâm, còn kiểu vừa gãi vừa đâm. Gãi gì đâm? Gãi gì đâm? Gãi đâm, gãi đâm, gãi đâm. Nhiều cấp độ luôn. Ba cấp độ. Gãi lưng. Máy massage đa năng á. Từ nhà cái mẹ nằm ở đâu cái chị vô mẹ gọi lại vén áo lên gọi là mình biết cái bụng hận mình rồi đó. Như vậy là đó. Một lần gãi bao nhiêu phút cô? Nửa tiếng. Rồi có khi cả tiếng đồng hồ luôn vậy. Cô rửa nhà rồi sạch sẽ ngăn nắp không cô? Dễ gì đúng không? Không cái nào đó bày hay. Bày hay có thấy chưa? Bày hay. Cái phòng sao cô? Trời ơi, dọn lắm. Mới đầu về thì sắp đâu đầu đó. Quần thì quần, áo thì áo. Được mấy ngày mấy tiếng? Không, mấy ngày. Được mấy ngày. Cái đấy quần bỏ qua áo.
là kiếm áo, áo cái áo cái quần là kiếm quần. Cái xong xuôi cái mẹ để đó đừng dọn nghe mẹ, đừng dọn phòng con, để con đi, để con tự dọn. Dạ. Sáng ngủ trưa đâu dọn, cái đi là ngủ trưa luôn hả con? Ngủ mấy giờ vậy con? Ngủ nướng không? Ngủ nướng. Dễ gì đâu không có. Trời ơi. Trời ơi. Cái ngủ nướng nè. Ngủ nướng nè, có làm biếng không? Làm biếng luôn. Làm biếng luôn. Bà thấy chưa? Không. Ơ dơ không con? Ờ dơ nha. Tắm không mấy ngày tắm lần. Ở nhà thì tắm. Ở giờ thì em áo có. Nước nướng mà thì ngày nay ngày ba ngày tắm. Nè, mấy đứa này nó hay có cái tật chung với nhau, tật đó tật gái đó con, cô nhỏ vậy. Cô nhỏ vậy trong có người đừng đồng đó. Ngủ nướng nè, đúng rồi. Hay say giặt. Đó, đúng, 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 đúng. Nhiều khi vô trong buồng tắm rồi mà chích cha Quỳnh Khang lấy giùm đúng 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 đúng, đúng, đúng rồi. Trời ơi còn, dạ. Mặc dù cái khoảng cách nó rất là ngắn nhưng mà cũng kiểu oh, đi lấy giùm đi lấy giùm đi. Nhưng người mà có một cái như nè, 5-7 tháng cho cô là 500 ngàn, cái tiền này là mẹ mua gạo gửi cho mấy đứa bé ở trong chùa. Cái đó là em mà có là trích cho số tiền đi giúp đỡ mấy em trong trong chùa nữa. Vậy cũng hay giúp đỡ đúng không cô, giúp đỡ người khó khăn đúng không? Vậy ngoài chuyện đó còn chuyện gì mà giúp đỡ người ta nữa không cô? Tài lanh tài trong người lúc đó mới lên có 70 ngàn rồi chị Thủy. Cái lúc đi tập chắc chiều nói là bữa ơi, sáng mẹ con còn 70. Cái không biết nghĩ sao cái thằng bán vé số nó khóc quá chừng khóc có lợi, nó nói nghe chị em bị giật vé số chân rồi. Trời kịch bản này quen nha, chừng bị dụ luôn á. Mà cái bà móc 70 ngàn ba cho cái thằng bé kia cho ta luôn. Rồi cái ba mượn là cái chị trong nhóm ba 10 ngàn đi xin biết về. Bà lành quá ha. Đó cái... lành. Thì thôi ta cho 60 đi rồi còn chờ 10 ngàn xin biết. Cô mới nói là mơ mốt con cho anh tao phải chừa tiền về. Đúng. Cuốn nhà về chờ chữ liền cô. Nghĩ sao? Mình thấy con mình nói như vậy thì mình cũng nói không mình... nợ đúng không? Thôi dạ. Mơ mốt con cho, con nhớ chừa tiền về chứ con cho hết rồi con đói bụng rồi sao? Dạ. Thấy hơi bao đồng. Hơi bao đồng, hơi bao đồng. Hãy giúp đỡ người ta đúng không? Là ngoài cái tình thương người đó là em ma còn thương động vật thương động vật. Cái bữa đó con chó nó bị bệnh. Dạ. Bị bệnh đi mà con chó bị bệnh, nó biết con chó bị bệnh. Cái chiều cái tới bữa đó là cái môn học thêm. Cái nó xuống hỏi mẹ à, con Ly đâu rồi? Cái nó tước nhà sau nhà chính á. Bà biết mình ở dốc rồi, tại thấy con chó chịu gì hồi trưa nó đi học về rồi thấy con chó nằm rồi. Ra xong có cái lên dục tập không đi học đâu, ngồi khóc quá chừng khóc rồi con chó chết. Chết khóc. Khóc quá chừng khóc, con cá chết em cũng khóc rồi. Con cá chết cũng khóc. Như nè, ba đi chiều cái ba đi mua cái chậu cái keo cá vậy nè, mua cá thả chậm. Cái tối quên lấy cái gỗ đậy lại thằng lằn câu. Câu ăn của bà. Sáng thấy mấy con chó khá ấy, ngồi khóc nữa. Không, bà đang tưởng tượng bà là cô tắm đó cô. Bà tưởng tượng mình cô tắm cá bóng chết mặt khóc đó. Con khóc quá chừng cho nó mơ mốt mẹ không có nuôi cái gì hết trơn. Nuôi là hậu quả là mẹ nghe con gì mẹ thấy con mẹ bực bội thêm. Mẹ không cho con nuôi con cá con gì hết. Lúc vừa thương con có thổ lộ không? Hay là không bao giờ nói? Không nói, nhưng mà nó có một cái là nó đi đâu nó gạch bất cứ cái trường hợp gì kiểu như là không an tâm á, về mẹ ba có giấu con cái gì không? À là đã sợ á hả? Sợ lo đừng giấu con gì hết trơn, nghe con mà biết là con buồn lắm, nó có gì nói con vẫn đi khám liền bây giờ không, em ơi đi khám bệnh. Con hay bị lo xa. Cái em mới nói ủa mẹ đâu có gì đâu tự nhiên đi khám bệnh chứ gì. Mẹ với ba đừng làm con lo nghe, cái điện cho ba. Ba khỏe không? Ba nói chuyện ba hàng ngày mà cứ lo lên cái là điện cho ba liền. Tưởng tượng đúng không? Đó. Con thật ra là con bị một cái là con hay bị suy nghĩ nó bị thái quá. Em ma đi đâu nghe đau người ta rồi. Này nọ. Đúng rồi. Nghe người khác người lớn tuổi này nọ là bắt đầu kia sợ. Sợ. Thị. Mặc dù là nữ hoàng hưởng thụ nhưng mà sống rất là tình cảm. Đúng không? Cái coi phim nhiều quá, phim Hàn Quốc kìa. Có một phần nhưng mà thật sự em rất là lo, anh có biết anh tưởng tượng một hôm tự nhiên em đang ngồi ăn cơm nha, xong rồi em buông đũa chu xuống đó, mẹ kêu mí về tự nhiên có linh cảm không tốt, có linh cảm bữa Noel hôm Noel à em bữa... con bị sợ là đang đi ngoài đường xong xe đông quá, xong rồi kiểu xe cộ va chạm á, xong rồi hôm mày gọi điện thoại hỏi ba cô ba có đang ổn không á, con hay bị vậy. Cái nó điện cái kêu ha nhỏ kia đang đi nhỏ kia đang đi chơi vui vẻ bạn bè à. về nhỏ kia cũng nghe lời đi về nhỏ kia cũng rảnh đúng không? Cái hỏi chị hai đó mà nó đâu có nói chị hai kêu về, nói mẹ kêu về kìa, cái con kia mẹ kêu về phải về, cái hỏi mẹ kêu về chi là chị hai con kia chứ không phải mẹ kêu. Cái nó nói là sao vậy, nó là chị hai thấy đi chơi ngoài đường hồng hào mẹ, chị hai thấy xe cộ cha kêu mẹ về mà sợ mẹ không về, tao phải mượn mẹ nói mẹ kêu về. Mà tới đó thì linh cảm có đúng nào không hay là linh cảm tào lao thôi? Có tào lao à, linh cảm tào lao mà linh cảm hoài bớt phiền nha, bớt linh cảm phiền lại. Nhưng mà lo điện cho ba, điện cho ba cái ba đang đi chơi, kêu ba về. Kêu ba về hả? Ba ba định đi nhậu nghe. Ba không có nhậu, ba uống cà phê. Vừa đổ cà phê ra định bỏ đường kêu về. Không uống được cà phê thôi. Nói cái chuyện này cái tôi liên tưởng tới cái chuyện mà chuyện có thật nha. Dạ. Mà cũng là chuyện tào lao kiểu cua hồng đào. Dạ. Hôm nọ tự nhiên đang nằm ngủ, nằm mơ. Dạ. Thấy là chồng của một cái cô bạn tự nhiên à, bà ngủ mà nằm mơ bà thấy là
chồng ta có bồ, cái sáng mà dậy cái bà kêu chị báo chị Minh Nguyệt là chồng bà có bồ. Ờ đúng rồi, chồng bà thấy có bồ, trời ơi là trời. Xong rồi đó chị Minh Nguyệt coi vậy cũng về rà chồng mình mà. Ủa sao bà tự nhiên kỳ cục vậy? Hồi đó giờ bà đâu có cái tánh tình, tại sao bữa nay vậy vậy? Bà không cho tôi không có, hỏi tại sao vậy? Cuối cùng mới khai thiệt mơ. Tại con Hồng Đảo nằm mơ. Bà là bà nhà ngoại cảm vậy. Đúng rồi, bây giờ chợt nhớ thấy cái cô này. Thôi mai mốt đừng vậy nha. Dạ, con dạ. Trời ơi trời, vợ chồng ta đó yên ấm hạnh phúc. Tự nhiên bà ăn cơm mà bà lo bỏ buông đũa ra. Ê cho chồng mày, bà đang lo tự nhiên chồng mày có bộ là chết đó nha. Dạ dạ dạ. Ông con dễ lắm.